shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận đấu trận ranh huyền thoại nha mọi người. Đó, những cái đứa Antifa này vào đây chửi mình này, hôm nay cho vào đây mà chửi mình nữa này. Thật ra thì mình cũng cay. Cay bởi vì ngày trước là mình chơi khô máu anh em ơi. Nên là mãi ở ranh bạch kim 4 ngày hôm nay mình quyết tâm mình cày luôn lên danh kim cương. À đâu, danh huyền thoại luôn anh em cho chúng nó sợ nhở. Thì đây sẽ là một trận đấu trên danh huyền thoại nhá. Nói chung cơ bản thì danh nào chơi game nó cũng như nhau thôi anh em ơi. Cảm giác nó vẫn bình thường, chẳng có gì cả. Dẫu sao thì cũng chỉ là một game sinh tồn thôi mà anh em. Theo như mình cảm thấy thì anh em nên chơi với team thì nó sẽ kiểu cảm giác vui vẻ hơn. Mà team mình cái đậu xanh có bao giờ chơi chung với nhau đâu. Đơn giản dạo này mình hơi ho ấy, thế nên là kiểu cũng lười chơi team, sợ ảnh hưởng các cái bạn ấy livestream, ví dụ như là Tây Dũng này, rồi Hoàng Bi này, mọi người có thể là follow cũng như là theo dõi kênh của các bạn ấy để ủng hộ nha. Hello mọi người, như vậy là trận đấu chúng ta còn lại là 22 người chơi nữa và mình vẫn đang di chuyển những cái bước vô cùng là nhẹ nhàng nha mọi người. Thì đây anh em, cơ bản là tôi mặc cái bộ đồ này để núp cho nó kỹ anh em. Đơn giản là cái bộ đồ này thì anh em cảm giác nó hòa mình với thiên nhiên. Còn nếu như mà anh em nghĩ là lên ranh huyền thoại anh em mặc mấy cái bộ đồ nổi, ví dụ như là bộ đồ hồng cá tính hoặc các kiểu xanh đỏ tím vàng thì thôi xong, mình nghĩ là anh em sẽ sớm lên bảng điểm số mà thôi. Ok các bạn, đối với ranh huyền thoại thì mình cảm thấy là cái nhịp độ trận đấu ấy nó rất là từ từ. Đấy, hầu như là như vậy, nó sẽ kiểu cảm giác nó không kiểu khô máu, nó không gắt như kiểu những cái ranh thấp hơn. Ví dụ như là bạch kim hoặc kim cương. Mà tất cả những cái đối thủ của danh huyền thoại này thì cũng đã rèn luyện được những cái tính kiên nhẫn cũng như là những cái chiến thuật của riêng những cái bạn đấy rồi. Nói chung là anh em chơi danh huyền thoại phải điềm tĩnh, bởi vì là kể cả một trận anh em đấu đó, anh em chỉ cần thua sớm thôi thì trừ điểm nó rất là gắt. Hầu như là cả ngày có khi là anh em mới cày được tầm khoảng là 40 đến 50 điểm mà anh em bị trừ, thấy thật sự là hơi cay. Rồi cũng như là anh em sẽ phải tồn tại ở vị trí top cao này, kêu nhiều để được cộng nhiều điểm này. Đấy là những cái điều mình cảm giác là danh huyền thoại nó gắt hơn những cái danh trước thôi. Còn nói về chuyện lên danh huyền thoại, thật ra thì tôi chơi lúc nào trở lên được danh huyền thoại anh em, chẳng qua là có muốn lên hay không thôi. Bởi vì mình thấy là anh em biết không, trong 4 ngày từ bạch kim 1 lên huyền thoại thì anh em đã biết là cái khả năng của tôi nó như nào phải không anh em. Nhưng khi anh em cày cả tháng thì 2 tháng mới lên được, thì nó chính xác ra là mình cày đúng 16 tiếng 4 ngày, mỗi ngày live 4 tiếng lên anh huyền thoại nha mọi người. Hiện tại thì chúng ta đang ở cái vị trí căn nhà Doraemon khu cổng trời. Đối với những cái danh huyền thoại thế này, đó, các bạn chơi thì hầu hết là anh em chơi game nó sẽ giữ danh luôn. Tức là các bạn sẽ cần phải thủ nhiều hơn và di chuyển những cái bước đi nó hợp lý hơn. Xin lỗi anh em nha, bởi vì là cái video này thì nó bị mất tiếng xíu, anh em thông cảm. Mình cũng không hiểu tại sao luôn, cái đậu xanh. Lỗi anh em ạ. Hôm qua livestream xong là vẫn để đấy, kiểu hôm nay nó bị lỗi tiếng, chắc tí phải khởi động lại máy thì mới có tiếng thôi. Cái đậu xanh, uê thằng bé. Chỉ còn một vài giây nữa thôi, thằng này tôi thề luôn là nó vỡ đầu với tôi anh em. Nhưng mà nó dựng bông keo nhanh quá nên là cũng đành thôi à. Được rồi, ok. Pha này là cứ phải từ từ thôi anh em. Từ từ thì khoai sẽ nhừ và gạo thì sẽ nấu chín thành cơm, nên mọi thứ nó rất là đơn giản. Đấy, let's go. Bây giờ mình xem chạy ở đâu hợp lý nhỉ mọi người. Phía dưới có vẻ như là bắn nhau cũng căng đấy, nhưng mà mình nghĩ là tốt nhất là mình nên yên vị ở đây. Ấy kìa, bên kia cái thằng kia nó cứ chạy lên chạy xuống, mình nhìn gớ mắt vãi trưởng ra, mình muốn xuyên nó luôn anh em ơi. Nhưng mà tầm này thì bom đang thu lại, đây là một tình huống khá là bất lợi. Thế nên là mình vẫn đang ngồi ở đây nha mọi người. Cái đậu xanh thằng nào kia vỡ đầu, nào cái đầu. Ui thằng này may mắn thật, nó chỉ cần chậm một giây thôi anh em ơi, trong hai tình huống vừa rồi chắc chắn là mình đã hạ nó rồi. Cái đậu xanh ăn gì mà khôn vậy ta anh em, nhiều khi mình cũng chẳng hiểu tại sao. What the hell, chắc là do thằng kia may mắn thôi anh em. Mình sẽ tiếp tục ngồi ở đây và canh. Chú có mà không xanh mộ thì anh đến là bái phục chú luôn nhá, đừng tưởng là anh sợ chú nhá. Ê, cái đậu, hai đứa luôn. Ồ, hai đứa trong một nhà, tôi sợ cậu ông quá. Được anh em ơi, cái đầu. À bên dưới cái đầu. Rồi nhá, mày chết với anh. Ơ vãi cả trưởng, đang mắn thì bị thẳng ở trên thỉa. Vãi cả trưởng dã man anh em ơi. Rồi anh em thấy chưa,
đến tầm này thì các đối thủ danh huyền thoại của chúng ta đang bắt đầu nổ súng rồi nha. Cái đội xanh này ui, vào nhà mà không hỏi chủ nhà hả em ơi? Vào nhà mà không có cửa hả? Thật ra thì căn nhà Doraemon gì có cửa? Mình nói thế cho nó vần thôi mọi người ơi. Tiếp tục lên trên cái nào. Uầy, như vậy là anh em sẽ sớm phải di chuyển thôi mọi người ơi. Đó, mình không dùng cái giá đỡ súng nhá, bởi vì là mình cảm giác nó không ngon. Có không biết là anh em dùng như nào. Tèn tèn, chuẩn bị let's go nào các bạn. Mình sẽ lên trên coi. Kìa kìa, thật kìa, thật kìa. Vãi cả trưởng mày coi, trưởng mày xanh mộ với anh nhá. Cái đậu xanh thật kìa. Cái đậu xanh này, ui ui, làm sao. Nào, solo. Solo nào em ơi. Tôi cũng kệ anh em, chạy chạy, chạy lẹ thôi. Lượm thêm xíu đạn xuống trường này, ok rồi. Cũng như là mình sẽ cần lượm thêm bông keo nữa. Đang còn hả? Đây, ba quả bông keo này lượm hết luôn anh em. Đúng rồi. Tầm này thì mình sẽ ngồi canh nó một xíu nha mọi người. Thôi kệ, chạy, chạy. Chạy thôi công ạ, không gãy sớm lại hỏi do tại số. Đấy, anh em chơi game là cứ phải hết sức từ từ nhá. Vãi trưởng cái đậu xanh thằng nào ở dưới vậy? Có vẻ hơi căng. Có vẻ hơi căng ở nhà anh em, thôi kệ à. Bây giờ tôi chạy lên trên cái đã. Nào, người đâu? Xem có thằng nào láo nha láo nháo là tôi cho lên bảng điểm số luôn, chứ đậu xanh mình ngại gì. Dăm ba cái thằng rơm rơm. Uầy, ở ngoài bắn nhau ghê thế. Sợ thật. Tôi nghe mày để qua, để qua. Mình sẽ chạy sau phía mấy cái bờ tường cho nó ổn anh em ơi, chứ mình không để qua thẳng đâu. Để qua thẳng nhiều khi vỡ mồm. Nên là tốt nhất nhá, là chúng ta không nên chơi. Đó. Từ từ các bạn ơi. Chuẩn bị. Vãi trưởng. Đây anh em, qua đây qua đây. Chứ thấy người đâu? Thấy bong keo nó dựng nhiều. Khá là nhiều luôn đấy. À kia rồi. Áo trắng à. Rồi nhá, coi chừng. Mày coi chừng vậy anh nhá. Lút đồ à? Vãi cả trưởng. Cái đậu xanh này lút đồ này. Vào trong à? Vào trong này. Đứng này. Lên bảng. Không nói nhiều. Phía ngoài cũng có người nha anh em. Ok. Căng phết nhỉ. Ê, chạy bo. Mình quên mất. Tí nữa không chạy bo. Rồi, qua đây. Dựng bong keo. Nghe nó lại hợp lý quá cơ anh em. Còn máu phát. Ok nha mọi người. Thật keo đâu rồi? Quay trở lên bảng nha mấy đứa ơi. Thằng nào láo tét là mình cho lên bảng điểm số luôn. Cái đậu xanh đi rồi. Đây rồi, lên bảng. Yes. 3 kill. Đây mọi người. Một cái bo rất là nhỏ. Còn lại 7 đứa. Ê, tôi cảm giác kiểu gắt dã man công ạ. Đù. Pha này hơi căng rồi nha anh em. Cứ phải từ từ nha anh em. Đừng hối tôi. Hối tôi chạy qua chết sớm lại buồn. Công ạ. Nhờ. Đây là từ từ con nào. Ồ. Qua đây. Ở phải cửa trưởng phía sau. Phía sau. Rồi nhá, anh dựng bong keo này xem chú ăn kiểu gì. May là mình dựng bong keo nhanh anh em ơi, không thể bé nó qua nó sơi tôi thì đừng có buồn. Nào, qua đây. Hộ cái, qua đây. Qua đây mà sơi này. Phải cửa trưởng tưởng anh sợ chú à? Anh không sợ chú đâu nhá. Vâng, một cái góc bo phải gọi là cũng đẹp anh em. Mình ngồi ở đây nhá. Một vị trí vô cùng là an toàn, nó đang nằm trong bo nha anh em. Đang xem là có bong keo hay không, mình lượm thêm. Mà mấy cái xác này hầu như là không có cơ. Ê, đừng. Câu liệu vào cả. Uầy, anh sợ chú quá dựng bong keo này. Cái đậu xanh, uầy, phía nào cũng có người luôn. Căng. Ông nào bảo không căng đi, ông nào bảo không căng không gắt đi. Kìa. Thật kìa, làm gì vậy? Uầy, một phát vào đầu, chạy à? Pha này mình nghĩ là không nên để xuống đâu, câu liệu. Uầy, phía sau. Ghê vậy, từ nào vậy? Và ai cả trưởng phía nào cũng có người luôn. Đồng thế sao chơi? Sợ thật luôn công ơi. Dã ma luôn. Ok, quần máu. Chuẩn bị let's go nè mọi người. Thế như là nãy có đứa đây mà chúng nó đai mất tiêu rồi. Thôi cũng kệ à. Có chảo hả? Lượm có chảo chém mông. Tất nhiên rồi anh em, không lượm chảo tí nữa chúng nó bắn cho lủng mông lại hỏi tại sao. Đó. Vâng. Khá căng thẳng, bo cực kỳ nhỏ, 5 đứa. Tôi sợ các ông rồi đấy. Các bạn đã thấy danh huyền thoại nó gắt chưa? Nó không đơn giản như những cái danh kiểu bạch kim, kim cương. Mình chơi anh em đều phải tính toán đường đi nước bước, vô cùng là cẩn thận. Để mình xuống dưới coi cái đậu xanh. Đứa nào chạy xe kia? Một đứa này, sau trụ điện này. Lên bảng đi em này, hay lắm, còn lại 3 đứa. Để xuống đi xuống. Đến lúc để xuống rồi anh em. Cái kẹt thằng nào vậy? Có cây à? Vai cửa trưởng, gốc cây này. Lên bảng như vậy, lên bảng đi. Yes, tuyệt vời. 5 kill, top 1,
danh huyền thoại luôn. Tôi đã sợ công quá, ông nào bảo tôi không leo top 1 danh huyền thoại được đi. Tất cả quỳ xuống. Ok anh em. Như vậy là mình đã được top 1 rồi nha mọi người. Và được cộng 46 điểm luôn. Đù, chất chơi người rơi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.